các bạn chào các bạn quay trở lại với King Game Mobile. À đây là một trận tâm ma tháng được chia sẻ từ một bạn nữ. Đó à, bạn nữ có tên nhân vật đó là Lùng Bán muối và bạn ấy chơi chung server với mình nha các bạn. Server S250 à, và chung bạn luôn. Thì à, do là cái video này bạn ấy à, quay lại và không có âm thanh nên mình sẽ mạng phép để bình luận thêm cho video chúng ta thêm được hấp dẫn nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta đang bắt đầu ở vòng 1 đấy có những team đàn lâm le và team bạn của chúng ta có một nga mi một dương môn và một minh giáo với hai môn phái hỗ trợ à, một phái hỗ trợ khống chế búp thêm kháng cũng như là thêm một minh giáo gây đam các bạn ạ à. và đây là trận tâm ma tháng các bạn lưu ý đây là tâm ma tháng thì cái việc giao tranh sẽ cực kỳ gay gắt rồi có sự di chuyển sang khu số 2 các bạn ơi Bên đây có ai không? Có ai không? Có một tàn kiếm, một cung lôn và năm độc nữa các bạn. Bên này mất máu rất nhiều. Tàn kiếm đã di chuyển rồi nhưng bị khống chế. Vâng, anh cung lôn cũng đã bị khống chế, năm độc cũng ra đi. Và như vậy là team chúng ta đã có được hai mạng rồi, chuẩn bị có mạng thứ ba các bạn. Vâng, mạng thứ ba đã ra đi. Như vậy là đã có sự thăm dò từ trước rồi các bạn ạ. À. À, biết chắc bên khu số 2 đang có một team yếu máu và team của bạn lùng bạn muối đã Lợi dụng thời cơ rất là chính xác, rất là phù hợp luôn các bạn Rồi bây giờ thì team của bạn Lùng Bản Muối đã ôm farm tại khu số 2 để chờ cho các thành viên hồi combo, hồi mẫu, hồi kỹ năng các bạn ơi Không biết là team chúng ta có tiếp tục di chuyển hay không, hay là chỉ farm ở khu số 2 và khu số 3 và cũng thông tin với các bạn luôn, đây là một bet Nga Mi nha các bạn. Bạn lùng bạn muối chơi Nga Mi khá là hay trong cái hoạt động tầm mạo cảnh này thì mình cũng đã có dịp đi chung với bạn này được một vài lần trong server các bạn ạ. Hay bạn ấy đánh rất là hiệu ý và phải nói là BK Nga Mi cực kỳ hay. Hôm nay chắc chắn bạn ấy sẽ mang đến cho các bạn những màn trình diễn của Nga Mi thật là đẹp mắt. Rồi mình nghĩ là chỉ còn khoảng 40 giây nữa là ảo tượng sẽ ra, chắc chắn tim này sẽ giữ máu, các bạn ạ, à, giữ máu để tranh đoạt ảo tượng. Mình nghĩ là tim của bạn sẽ không di chuyển nữa đâu. Tim này mà khi minh giáo lên được cái cuốn bí kíp trung phần sơn phệ xuyên và dương môn lên được cái cuốn bí kíp trung đó chính là cái chiêu kỳ môn thuẫn. Thì bảo đảm đây là team sẽ rất đáng gồm nha các bạn Ok 10 giây nữa là ảo tượng xuất hiện rồi Chắc chắn sẽ có đánh nhau sau khi ảo tượng xuất hiện Và số đội hiện tại còn là 21 đội 3, 2, 1 và bạn Nga với vai trò mở ảo tượng các bạn ạ Những thành viên còn lại họ sẽ bảo kê okay cho Ngami. My Mình giáo đang bảo kê okay. có một cung lô mở hướng bên khu số 3 các bạn ạ rồi bảo tượng được mở thành công. Vâng, Cung Lôn đã di chuyển sang bạn Nga Mi đã di chuyển rồi các bạn ạ. À. Nga Mi đang bị khống chế, Nga Mi đang bị chó và Nga Mi đã đặt vòng bóp máu cho đồng đội của mình. Đây, Cung Lôn đang bị tấp rất là sắp mặt luôn. Mình vừa thấy một thiên nhẫn hiện hình ra và thiên nhẫn cũng đã ra đi các bạn. À, rất đen cho team của bạn vì gặp phải Dương Môn, à, một môn phái có khả năng khống chế cực kỳ khó chịu trong cái hoạt động tâm ma này. Vâng, chỉ với cái ảo tượng đầu tiên đã có giao tranh và cũng đã có mạng ra đi. Rồi như vậy là team của bạn ấy đã mở xong cao tượng và tiếp tục di chuyển sang khu số 9. Bên này là khu thương nhân các bạn có một Thiên Vương, một Tàng Kiếm. Anh Thiên Vương đã bỏ chạy rồi, anh Tàng Kiếm cũng chạy xuống khu số 8 rồi các bạn ạ. À. Như vậy là team của chúng ta đã ở lại thương nhân để mua đồ. Và đã trang bị full bí kiếp luôn rồi các bạn ạ. À. Không, mình thấy Ngami vẫn còn thiếu một cuốn bí kiếp các bạn ơi. À có thêm một con ngựa. Rồi sau khi mua các bí kíp xong à, thì team của bạn Lùng Bán Muối đã di chuyển trở lại khu số 2 để tiếp tục ôm farm. Và lúc nãy mình thấy loáng thoáng ở bên khu số 1 có một thành viên nào đó di chuyển xuống các bạn. Đây 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 đang đánh nhau đúng rồi, đúng rồi, bả đào đang đánh với Nga Mi. Trong khi bạn Lùng Bán Muối đang phải giao tranh trên này thì hai bạn kia vẫn không thấy các bạn ạ, à, vẫn ôm farm. Ôm farm, Nga Mi đang chạy. Rất Tiếc rồi, Ngami đã di chuyển lên khu số 25 rồi các bạn. Rồi, Ngami đã chạy được. À, do là cái team này đi không có lên mít chỉ Huy và đặc biệt bạn Ngami chúng ta chơi không bao giờ lên mít luôn các bạn ạ. À. Chơi từ đó tới giờ chung server với mình nhưng mà chỉ nghe đồn là nữ thôi nhưng mà mình cũng chưa nghe được mic của bạn này. Kể cả những hoạt động tâm ma đều chơi theo dạng câm lặng các bạn ạ. À. Thật sự rất là tiếc. Nếu mà trong tình huống vừa rồi các bạn lên mid và di chuyển xuống khu số 1 Mình nghĩ chắc chắn sẽ có thêm một vài mạng cho team của bạn Nga Ok, tiếp tục di chuyển lên khu số 10 Ở trên này đang có một team mình nghĩ là Treo các bạn ạ à. À, Nhưng mà Treo toàn là những môn phái rất là đẹp Gồm có Tiêu Giao, à, Minh Giáo và một phái gì đó hình như là Dương Môn các bạn Nếu mà nhìn không lầm rồi mình thấy là tim của bạn lùng bán muối hiện tại đang rất là xanh sao à, có rất là nhiều mạng được à, ca ớt sau đó là ăn được ca ấu tượng và di chuyển sang thương nhân để trang bị bí kíp bây giờ thì tim khá ổn rồi các bạn bây giờ thì vòng số 1 chúng ta cũng sắp khép lại và chờ sang vòng số 2. Ok kết thúc vòng số 1 hiện tại số đội đang còn là 15 đội và các chiến đội đang di chuyển về thương nhân để trang bị cho mình những cuốn bí kíp Và nhân tiện đây thì mình sẽ xem xem còn những môn phái nào luôn các bạn ạ à. Ok vừa có giá vàng thông báo tình trạng à, giá cả thị trường Đấy canh đúng ngay lúc thời gian nghỉ ngơi đưa ra các bạn thông báo cũng hợp lý rồi bản đồ này mình thấy là hệ kim và hệ thổ còn rất là nhiều khá là nhiều hệ kim các bạn ạ côn lôn nhiều hãy bảo vệ em đó lời kêu gọi tha thiết từ nga mi thật sự mà các bạn chơi nga mi mình chỉ cho các bạn một cái cách các bạn sẽ đối phó với cung lôn là khi các bạn giao tranh chúng ta đứng gần cái cửa chuyển tống các bạn ạ tại vì cung lôn nó hay lướt mà nó lướt qua cửa thì các bạn sẽ có cơ hội chạy thoát nó cao hơn nói chung là bất cứ khi các bạn giao tranh các bạn chơi tay dài các bạn nên đứng gần ngay cái cửa đi nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều khi các bạn nhảy vào đám đông À, trừ những môn phái các bạn tay ngắn các bạn bắt buộc phải đứng lên tăng trình độ của mình thì các bạn à, cần phải lên áp sát, còn riêng với những môn phái tài dài chơi cái chiêu đứng ngay cửa là rất chắc chắn nha các bạn. Ok, vòng số 2 đã bắt đầu rồi và rớt thêm một đội nữa rồi các bạn, chỉ còn 14 đội thôi. Và team của bạn Ami vẫn chọn khu số 2 để tiếp tục cuộc hành trình cho vòng số 2 này. rồi di chuyển sang khu số 9, khu số 9 vẫn là thương nhân các bạn ạ à. thương nhân vẫn tiếp tục ở khu số 9 và team của bạn ngami đang tiếp tục trang bị những cuốn bí kíp còn lại à, rất đen Nga ngami là còn thiếu một cuốn bí kíp nhưng mà vẫn không mua được các bạn ơi ô một tiêu dao rồi xong có vẻ như tiêu dao vừa giao tranh ở một nơi nào đó và di chuyển về đây để hồi máu à, và đã bị dương môn kết thúc rất nhanh các bạn Rồi có giao tranh tiếp tục Có cung lôn Đây 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 Cung lôn rồi Cung lôn đang bị khống chế Vâng có cả Nga My các bạn ạ à. Cung lôn đã di chuyển được rồi Nga My đã bảo kê thành công cho cung lôn Và bạn Nga My đã truy đuổi theo không Nga My đã di chuyển trở lại rồi các bạn ạ à. Có giao tranh tiếp tục Vẫn là Nga My cung lôn đang chạy Cung lôn đang bị Nga My rượt các bạn ơi Chuyện gì đang xảy ra Vâng hai bạn đã phải tách xa nhau rồi Vâng cung lôn đã di chuyển xuống khu số 1 Tiếp tục quay trở lại con luôn đang làm gì đi. Đây thêm một team nữa các bạn ạ. À. Một tiêu giao với một năm độc nữa rồi. Anh bạn dương môn chúng ta đã bị lóc lên. À, khá là căng thẳng trong tình huống vừa rồi. Rất may là team con lôn Nga Mì đã hết combo và team tiêu giao ngũ độc đang bị mất máu. À, đó là sự di chuyển tránh nạn. Do đó team tiêu giao và ngũ độc đã phải quay trở lại khu số 9. À, rất là may mắn trong cái tình huống vừa rồi. Như vậy với sự giao tranh kịch liệt đã đẩy team của bạn Nga My phải di chuyển lên khu số 10 à, Để tạm thời ổn định lại đội hình của mình à, tránh những cái pha giao tranh đáng tiếc Và số đội hiện tại đây giờ chỉ còn 10 đội thôi các bạn ạ Rồi có di chuyển hay không hay là chờ cái rương tiếp theo chỉ còn khoảng 7 giây nữa là có rương như vậy là team của bạn Nga đang chờ lượt rương tiếp theo mới tiếp tục di chuyển các bạn ạ à. à. mình thấy có rương ra rồi và bạn Dung Môn đang mở rương Ok, rương đã mở xong và bây giờ có di chuyển hay không? Ơi, có một phải gì kìa các bạn ạ. À. Xuống khu số 2 rồi và team bằng ấy đã đuổi theo. Bây giờ mới gọi là những cái giây phút căng thẳng của trận tâm ma đang được bắt đầu các bạn ạ. Có một tiêu dao. Có vẻ như tiêu giao đang đi lẻ các bạn. Tiêu dao đã di chuyển xuống khu số 1. Và bên này đang có hấu tượng team Ngami và Cung Lôn đang tranh đỏ các bạn ơi. Ngami đang bị khống chế. Ngami đã kinh công được rồi. Ngami đã búp chiêu 3. Ngami đang tiếp tục bị khống chế. Ngami đã đặt vòng. Ngami có chạy được hay không? Ngami đang bị khống chế và Ngami đã ra đi mình thấy nga Mì đã ra đi rồi các bạn ạ không biết có phải như vậy không chưa thấy hiện đồ như vậy là nga Mì vẫn còn sống các bạn ơi à, lúc nãy thấy dương môn bắn một cái cây cung trúng nga mi rồi dương môn đã ăn cái quần thể kim cang và di chuyển rồi các bạn ạ di chuyển để chết map và các thành viên còn lại họ tiếp tục mở tượng dương môn đang ở khu vực số 4 dương môn đang tuột máu các bạn ơi mình thấy dương môn vừa tuột máu dương môn đã trở lại khu số 3 rồi rồi tim bạn ấy tiếp tục di chuyển bên này có một thiên vương à, thiên vương đang ăn những cái rương ở khu số 4 các bạn ạ như vậy là ảo tưởng chúng ta xuất hiện ở khu số 4 nữa Rồi bây giờ số đội đang còn 7 đội và mình thấy team của bạn lùng bán muối BK khá là chắc các bạn à, Các bạn ấy di chuyển luôn đồng đều với nhau và không có tách ra đi lẻ Tiếp tục thêm một cái quần thể kim cang và dương môn tiếp tục ăn Bây giờ dương môn đã di chuyển vào khu số 13 Đây rồi có một team không biết có treo hay không Nhưng mà team này đang bị khống chế rất lọn có một thiên vương các bạn ạ thiên vương đã lên quần thể kim cang và thiên vương cũng ra đi như vậy là chúng ta có thêm hai mạng nữa rất hay phải nói là team này đánh quá chắc luôn các bạn ạ dương môn là môn phái có khả năng khống chế cực kỳ tốt và hỗ trợ búp cho đồng đội rất ngon luôn các bạn ạ trong khi đó Nga Mi lại là một phái có khả năng hồi máu cho tim của mình. và vấn đề quan trọng đó là anh bạn Minh Giáo khả năng gây đàm cực kỳ cao. Rồi, tim của bạn đã tiếp tục di chuyển và bây giờ xuống khu số 4 rồi các bạn ạ, à, xuống khu số 4, chỉ còn năm đỏ thôi, một tiêu dao vừa di chuyển lên khu số 3. À, vâng, như vậy tiêu dao đã ra đi. Ra đi ở đây là tiêu dao đã chạy thoát nha các bạn, chứ không phải là tiêu dao đã bị kết thúc và vòng số 2 chỉ còn khoảng 15 giây thôi các bạn ơi bây giờ thì team của bạn ấy vẫn tiếp tục ôm farm hạn chế di chuyển đây 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 một thiên vương đã bị tiêu dao rượt vâng anh bạn thiên vương chạy rất nhanh và số đội bây giờ chỉ còn 5 đội vòng số 2 cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi và bây giờ chúng ta hãy xem số đội còn lại là những môn phải gì nha Tại khu thương nhân khu số 7 thì mình thấy có một bạn gì đây giống như là minh giáo các bạn à, hình như là minh giáo. Thêm một bạn à, cái ban đúng rồi các bạn ạ, à, cái ban ăn cái quần thể kim cang. Trên này chúng ta có một tiêu dao đã lên tới quân hàm chỉ tôn và bạn ngay mai chúng ta vẫn còn quân hàm ngạo thế các bạn ạ. À ngạo thế và nga My cũng đã lên được ý thiên rồi hiện tại thì nga mi đang bị hơi thọt quân hàm so với các thành viên à, các bạn thấy là tim này di chuyển rất đồng đều hạn chế giao tranh đó, nhưng mà khi úp thì rất là chắc nha các bạn mình thấy tim này mỗi lần khi úp một tim nào đó là đã có thể kết thúc được toàn bộ thành viên của tim đầu bạn rồi như vậy là team của bạn nga mi sẽ tiếp tục lựa chọn khu số 2 để khởi đầu các bạn ơi à, chắc chắn là như vậy rồi ba thành viên đang đứng ở tại khu số 2 ok có di chuyển hay không có di chuyển hay không hay là ôm farm theo mình nghĩ là sẽ di chuyển các bạn ạ rồi như vậy là chuẩn bị Đó, có một minh giáo vừa chạy ngang đây minh giáo chạy được hay không minh giáo đã dùng chiều quỷ thiên diệt địa để lẫn trốn vâng minh giáo đã bị kết thúc minh giáo bên này rất hay đã nhanh tay nhanh chân chạy theo và kết thúc được anh bạn minh giáo kia và bây giờ số đội chỉ còn 4 đội thôi các bạn ạ à. nãy các bạn đánh tầm ma chúng ta cứ việc từ từ thông thả thôi các bạn ơi à tìm đi chung với nhau bên này có một cái bàn mất máu một tiêu dao vâng bị khống chế rồi tiêu dao đã bị khống chế tiêu dao đã ra đi rất hay các bạn rất hay à, khi mà tìm các bạn di chuyển như thế này thì rất là đều luôn các bạn ơi cực kỳ đều à, chúng ta có thể bảo kê được cho nhau cũng như là trong những cái tình huống giao tranh như thế các bạn bắt được đối phương và kết thúc rất là dễ dàng các bạn ạ à. quá hay bây giờ chỉ còn một đội thôi các bạn ơi theo mình đón cái môn phái còn lại đó là đây đây rồi có tiêu giao rồi các bạn như vậy phái còn lại đó chính là tiêu giao và tiêu giao đã bị nga mi khống chế tiêu giao đã lóc được nga mi rồi tiêu giao đã di chuyển sang khu số 8 các bạn ạ à. tiêu giao đâu rồi tiêu giao đã chạy hiện tại tiêu giao đã di chuyển được rồi các bạn ơi tiêu giao đã chạy thoát được và anh bạn dương môn đã mất rất nhiều máu trong tình huống vừa rồi Ok, Nga My đang chờ hồi những kỹ năng búp và sau đó búp máu cho dương môn Như vậy tiêu dao sẽ rất là khó Rất khó cho tiêu dao trong cái bản đồ này các bạn Khi mà team của bạn Nga My chúng ta lại có dương môn Rất thận trọng thêm các bạn, team của Nga Mi vẫn rất thận trọng À, không có gì phải vội vàng phải tìm kiếm tiêu dao cả đấy rồi thì một cái quần thể kim cang dương môn vẫn là người ăn quần thể và đi xung phong đầu tiên các bạn ạ với việc di chuyển cắt ngang bản đồ như thế này sẽ dễ dàng tìm kiếm được tiêu dao hơn và nếu như tiêu dao không có khu số 8 thì chắc chắn tiêu dao đang đâu đó ở bên khu số 3 số 4 và số 5 các bạn ạ rồi ảo tượng cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi à, Và không biết là tiêu dao có ăn ảo tượng tại khu nào hay không Bây giờ thì team của bạn Nga My không, không vào tham gia ảo tượng luôn các bạn ơi à, Lựa chọn một chiến thuật rất chắc đó chính là ăn thủ lĩnh Và chờ đợi tiêu dao chạy ngang Vâng tiêu dao đã di chuyển sang rồi Tiêu dao đã thất thám Vâng team của bạn Nga My mất rất nhiều máu nha các bạn với một cái combo tiêu dao vừa rồi nhưng các bạn biết là với dương môn khi búp được kỳ môn thuận lên thì sẽ cứu mạng được cho đồng đội của mình rất hay Và mình nghĩ chắc chắn tiêu dao sẽ quay trở lại Nếu như tiêu dao không quay trở lại thì team của Ngami sẽ có được những viên đá hồi sinh Đây một chiến thuật rất chắc nha các bạn Trong khi uh, tiêu dao đang cố gắng để lên quân hàm cũng như là mở rương Thì team của bạn Ngami lựa chọn một cái đưa một cái phương hướng rất là an toàn Đó chính là việc ăn bó thủ lĩnh rồi Tiêu dao đã di chuyển sang các bạn tiêu dao đã bị khống chế, tiêu dao không thể nào di chuyển được, tiêu dao đã bị loạn rồi và tiêu dao đã ra đi, phải nói là rất là một chiến thuật rất hay, không cần phải tìm kiếm tiêu dao chỉ cho bất vả, cứ để bạn tiêu dao đi tìm chúng ta và các bạn thấy là tiệm của bạn Lùng bạn mũi đã có được chiến thắng trong cái tầm mà tháng này, rồi các bạn cảm thấy video này hay hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau.